Chương 12. Sáu ngày trước lễ vượt qua, Đức Chúa Giêsu đến thành Bethany, nơi Lazarơ ở, là người Ngài đã khiến sống lại từ kẻ chết. Người ta đãi tiệc Ngài tại đó, và Ma-thê hầu hạ. Lazarơ là một người trong đám ngồi đồng bàn với Ngài. Bấy giờ, Mary lấy một cân dầu cam tùng, hương thật, rất quý giá, sức chơn Đức Chúa Giêsu, và lấy tóc mình mà lao, cả nhà thơm nức mùi dầu đó. Nhưng Giuđa Iscariot là một môn đồ về sau phản Ngài, nói rằng, sao không bán dầu thơm đó lấy 300 denier đặng bố thí cho kẻ nghèo? Người nói vậy, chẳng phải lo cho kẻ nghèo đâu, song vì người vốn là tay trộm cắp, và giữ túi bạc, trộm lấy của người ta, để ở trong. Đức Chúa Giêsu đáp rằng, hãy để mặc người, người đã để dành dầu thơm này cho ngày chôn xác ta. Vì các ngươi thường có kẻ nghèo ở với mình, còn ta, các ngươi không có ta luôn luôn. Một bọn người Giuđa nghe Đức Chúa Giêsu có tại đó, bèn đến, chẳng những vì Ngài thôi, lại cũng để xem Lazarơ là người Ngài đã khiến từ kẻ chết sống lại. Các thầy tế lễ cả, bèn định giết luôn Lazarơ nữa, vì có nhiều người Giuđa nhân cớ người mà chia rẽ họ và tin theo Đức Chúa Giêsu. Qua ngày sau, có một đám đông đến đặng dự lễ, biết Đức Chúa Giêsu lên thành Jerusalem, bèn lấy những lá kè ra đón Ngài và reo lên rằng: Hosanna, chúc phước cho đấng nhân danh Chúa mà đến, là vua của dân Israel. Đức Chúa Giêsu gặp một con lừa con, bèn lên cởi, y như lời chép rằng: Hỡi con gái thành Si-ôn, chớ sợ chi, này, vua ngươi đến, cởi trên lừa con của lừa cái. Môn đồ trước vốn không hiểu điều đó, nhưng đến khi Đức Chúa Giêsu đã được vinh hiển mới nhớ lại những sự đó đã chép về Ngài, và người ta đã làm thành cho Ngài. Đoàn dân ở cùng Ngài, khi Ngài kêu Lazarơ ra khỏi mộ và khiến từ kẻ chết sống lại, đều làm chứng về Ngài. Ấy cũng tại điều đó mà đoàn dân đi đón Ngài, vì có nghe rằng Ngài đã làm phép lạ ấy. Nhưng đó người Pharisee nói với nhau rằng: Các ngươi thấy mình chẳng làm nổi chi hết, kìa, cả thiên hạ đều chạy theo người. Vả, trong đám đã lên đặng thờ lạy trong kỳ lễ, có mấy người Gờ-rét đến tìm Philip, là người ở thành Bethsaida thuộc xứ Galilê, mà xin rằng: Thưa Chúa, chúng tôi muốn ra mắt Đức Chúa Giêsu. Philip đi nói với Andrê, rồi Andrê với Philip đến thưa cùng Đức Chúa Giêsu. Đức Chúa Giêsu bèn đáp rằng: Giờ đã đến khi con người sẽ được vinh hiển. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu hột giống lúa mì kia chẳng chết sau khi gieo xuống đất, thì cứ ở một mình. Nhưng nếu chết đi, thì kết quả được nhiều. Ai yêu sự sống mình, thì sẽ mất đi. Ai ghét sự sống mình trong đời này, thì sẽ giữ lại đến sự sống đời đời. Nếu ai hầu việc ta, thì phải theo ta. Và ta ở đâu, thì kẻ hầu việc ta cũng sẽ ở đó. Nếu ai hầu việc ta, thì cha ta ắt tôn quý người. Hiện nay tâm thần ta bối rối, ta sẽ nói gì? Lạy cha, xin cứu con khỏi giờ này, nhưng ấy cũng vì sự đó mà con đến giờ này. Cha ơi, xin làm sáng danh cha, bây giờ có tiếng từ trên trời phán xuống rằng, ta đã làm sáng danh rồi, ta còn làm cho sáng danh nữa. Đoàn dân ở tại đó nghe tiếng, thì nói rằng, ấy là tiếng sấm, có kẻ khác nói, một vị thiên sứ nào đó nói với Ngài. Đức Chúa Giêsu cất tiếng phán rằng, ấy chẳng phải vì ta mà tiếng này vang ra, nhưng vì các ngươi. Hiện bây giờ có sự phán xét thế gian này, và hiện nay vua chúa của thế gian này phải bị xua đuổi. Còn ta, khi ta đã được treo lên khỏi đất, ta sẽ kéo mọi người đến cùng ta. Ngài phán vậy để chỉ mình phải chết cách nào. Đoàn dân thưa rằng, chúng tôi có học trong luật pháp rằng, đấng Christ còn đời đời, vậy sao thầy nói con người phải bị treo lên? Con người đó là ai? Đức Chúa Giêsu bèn đáp rằng, sự sáng còn ở giữa các ngươi ít lâu. Hãy đi trong khi các ngươi còn có sự sáng, e rằng sự tối tăm đến thình lình cùng các ngươi chăng?
kẻ đi trong nơi tối tăm thì chẳng biết mình đi đâu. Các ngươi đừng có sự sáng, hãy tin sự sáng, hầu cho trở nên con cái của sự sáng. Đức Chúa Giêsu phán như vậy, rồi đi và ẩn mình cách xa họ. Vả, dẫu Ngài đã làm bấy nhiêu phép lạ trước mặt chúng, họ cũng không tin Ngài. Để được ứng nghiệm lời này của đấng tiên tri Ê-sai, lạy Chúa, ai đã tin lời giảng chúng tôi, và cánh tay Chúa đã tỏ ra cho ai? Vả lại, chúng không thể tin, vì Ê-sai lại có nói rằng, người đã khiến mắt họ mù, lòng họ cứng, hầu cho mắt chẳng thấy, lòng chẳng hiểu, không tự hối cải, và ta chẳng chữa lành cho. Ê-sai nói điều đó khi thấy sự vinh hiển của Ngài và nói về Ngài. Nhưng trong hàng quan trưởng cũng có nhiều người tin Chúa Giêsu, song vì cớ người Pharisee nên không xưng Ngài ra, sợ bị đuổi khỏi nhà hội. Vì họ chuộng danh vọng bởi người ta đến hơn là danh vọng bởi Đức Chúa Trời đến. Tuy vậy, Đức Chúa Giêsu cất tiếng phán rằng, ai tin ta, chẳng phải tin ta, nhưng tin đấng đã sai ta đến. Còn ai thấy ta, là thấy đấng đã sai ta đến. Ta là sự sáng đã đến thế gian, để ai tin ta, chẳng ở trong nơi tối tăm nữa. Là nếu kẻ nào nghe lời ta, mà không vâng giữ, ấy chẳng phải ta xét đoán kẻ đó. Vì ta đến, chẳng để xét đoán thế gian, nhưng để cứu chuộc. Người nào bỏ ta ra, và không nhận lãnh lời ta, đã có kẻ xét đoán rồi, lời ta đã rao giảng, chính lời đó sẽ xét đoán họ nơi ngày sau cùng. Bởi ta chẳng nói theo ý riêng ta, nhưng cha sai ta đến, đã truyền lệnh cho ta phải nói điều chi, và phải nói thế nào. Ta biết mạng lệnh cha, ấy là sự sống đời đời. Vậy, những điều ta nói, thì nói theo như cha ta đã dặn.